Hello, xin chào cả nhà nha. Lại là Huy đây, thì ba cô cháu xin chúc cả nhà có ngày thật là vui vẻ luôn nha. Thì rất vui được gặp cả nhà trong clip hôm nay của tụi em nha. Thì hôm nay là hai đứa sẽ ra đồng để mà thăm bẫy cá nha cả nhà. Thì hôm nay có thêm nhóc nhỏ nè cả nhà. Từ trên Sài Gòn nó mới về xong bắt đầu là nó đòi đi theo cho bằng được luôn đó cả nhà. Nói gì? Nói là ước mơ gì? Ước mơ lội ruộng. Ước mơ đơn giản lắm cả nhà. Ước mơ lội ruộng. Thì cái bẫy là hai đứa cũng tự chế đó, nên là không biết thành quả hôm nay như thế nào nha. Bây giờ mà cả nhà đi chung với ba chú cháu chứ đúng không? Đúng rồi luôn. Ba chú cháu đi thăm bẫy cá nha. Rồi đi thôi cả nhà ơi. Ruộng của chú Huy người ta hả? Người ta cài với người ta xới hết trơn rồi cả nhà. Hai đứa làm khoảng tầm chừng mười mấy hai chục cái bẫy tự chế đó cả nhà. Ồ, cái này thấy không biết gì vậy? Con lội xong được không? Được. Ủa, hết nồi rồi. Hết rồi hả? Hết nồi hả? Sao không khen? Không biết lội không? Biết lội mà. Đó, trời trời ơi. Kìa cháu trai kìa. Hai cậu cháu mình, hai chú cháu mình đi về dạy không ha. Cô đứng tới đất không? Đó. Kêu ở nhà là quyết định không chịu ở đó. Mê mà nó nói ước mơ nó là lặn lội mà. Chứ trước cái nó kìa vậy. Trời ơi, hết nồi nữa rồi. Con. Cái này chắc thăm trễ quá quá. Đi con ơi, tới không? Tới. Trời phá lội. Đó là bụng ai. Rồi lúc trong đó cái chai phải không? Kìa đó, nó gió này quá trời gió nó trôi lâm lá chứ. Bây giờ vừa đi thăm mà vừa đi thăm bẫy rồi vừa đi cá, kiếm luôn. Đụng út luôn á ha. Hả? Cá quá chạy đụng út luôn á. Wow. Nước ở trên ruộng nó rút quá trời xuống luôn nè. Ê, trời ơi, con cá nó quắn nè anh ơi. Đâu? Để nó quắn vô cỏ nè. Cái gì vậy? Con ốc. Trời ơi, chết rồi. Ốc chưa. Lấy cái thào hứng. Trời ơi, nó quắn vô cỏ nè cả nhà ơi. Bắt chưa. Nó quắn banh chảnh chân luôn rồi. Em dở cái gỗ ra để rồi nó xảy giống như con hôm bữa nữa đó. Trời ơi, nó quắn vô cỏ anh ơi. Khen phái dữ à. Dính cá lóc mà khen. Đó giờ có thấy thân bẫy dính cá gì không? Đâu thấy, trên Sài Gòn sao thấy. Ù đã không? Ồ nó quắn rồi cả nhà ơi, nó quắn. Trời ơi, đổ một cái chết luôn á ông thần ơi. Lại vui vậy. À đi. Đây Út. Đây nè. Ui dính cá đã không khen. Đi tiếp thôi. Kìa đằng kia còn biết bao nhiêu chai, đằng kia nó gọi cá ụt quá trời luôn kìa, thấy không? Đằng kia nó ụt quá trời luôn kìa. Cái giớm ta đặt nè. Ồ, nó dính cái lóc cả ha. Đó không? Vui không? Lạnh không? Lạnh không? Ừ. Lạnh không? Ừ. Ấy da, ôi trời ơi. Ôi. À, cái giớn này là của bà con mình ở dưới quê cũng đặt nữa nè cả nhà. Ê, trời, cá. Đi. Trời ơi. Rồi, trời tinh thần công báo nữa rồi. Ôi. Ôi, xén nó chìm thì chết luôn anh ơi. Con tới không? Đứng tới không? Tới. Đây nào. Đâu có trường tới trâu đâu. Đây đưa cái nón cho chú Út này. Tên mày lội ngồi nó lụp hợp lặng hợp lặng hết thấy đường luôn ạ. Trời ơi. Nhưng mà nó phá đó cả nhà. Đã kêu để hớt tóc xong rồi hả, đi lên ruộng không chịu đâu, rồi đi cho bằng được. Đằng kia vậy kìa, đằng kia kìa. Ôi thật, sao đằng kia hái phao gần dưới vậy anh? Gió nó trồi vậy chứ. Là gió quá trời luôn rồi. Tao hợp xuống thử ra, biết hợp không? Trời ơi. <Ê,
Thôi hợp cái được rồi, hợp dữ vậy. Ôi hả, trời cho gần nhau luôn kìa. Chứ không dính, không có giật hết trơn. Đã không? Đừng uống nước nha. Biết lỗi không nghe. Đừng có ngậm nước nghe. Đừng ngậm nha. Nước dơ lắm á. Nước này nước kinh kinh. Giờ đi được không? Đi cạn đi. Rồi phải không? Cạn phải không? Hồi sớm em. Cái gì? Nè nè, nó không? Cái kia. Coi chừng nó đâm đó. Nó đâm đó. Ôi. Cái nào dính cái chì. Ừ, nó lâu cái chai tè tè luôn. Có chai kia kìa, kia giống thăm cái chai kia có. Thăm cái chai đó kìa có không cả? Ôi. Coi chừng nó đâm đó. Trời ơi. Trời. Cái chì trắng cái này ơi. Cái gì mà cứ ngắt nó vậy? Dính nguyên cái cây rồi hết mồi luôn rồi hả? Hết mồi luôn rồi. Ôi su cành nè. Ủa nó lâu cái chai tệ tệ luôn cả nhà. Hết mồi hả Khang? Hết rồi. Chín được 2 cá rồi. Ù đã quá. Được 2 con rồi nha cả nhà. Ôi. Bị luôn cái chín, nhưng ghê trời, lâu cái chai tệ luôn. Ừ. Quá trời, lâu lâu về quê cũng bắt đầu mê mồi luôn rồi. Kìa đằng nắm rồi muốn nó trôi lại, đằng nắm rồi muốn một cái nữa kìa. Đúng con cái này là gì? Ôi cái ngựa cá nó lâu tè như đây nữa nè Khang ơi. Nó lâu như đây nữa nè. Có sao không? Ừ, hết mồi luôn. Ôi hết mồi luôn rồi. Không còn miếng mồi luôn trời. Rớt nước mắt không? Nè mình phải đi thăm sóc chút nha. Rớt nước mắt. Phải giấc sáng mình đi xong rồi rồi giờ tới chiều, sụp chiều luôn mình mới lên thăm nữa rồi. Phải chưa mình thăm thêm cặp. Ừ. Không chừng hồi trưa mình lên thăm này nhóc luôn á. Trời ơi, xảy hết 3-4 cái gặp rồi. Ừ. Chính 2 cá rồi đó cả nhà. 2 cá bự luôn, một con cá trê, con cá lóc ha. Ngon rồi, chiều này về nó cháo ăn ngon rồi. Nó cháo rồi. Rồi được không? Phái dữ không Khang? Chắc con đi nữa không? Tại vì nó cạn mà. Ê, nãy cá một cái sợ ha. Ừ. Được nhiêu cá vậy ta? 2, 4, 6 cá rồi. Mà dính mấy 2 con mà nó xảy hết màu hết mấy cái luôn. Mệt không? Giờ đi kiếm nữa chứ không biết ở đâu rơi rớt rồi. Yeah. Đi thôi. Đi đâu rồi? Mình thả được bìa xem mà cái đầu nó dính nó nồi anh. Kìa đằng cái vườn cái nữa kìa. Đâu? Mình bản á. Ê, đừng đổ cá nước nha. Vô nước là chết á. Đâu rồi, bẫy đâu rồi. Đâu còn cái bẫy nữa không? Mình tới mười mấy 20 cái lắm mà. Có không, có không? Cá lâu vô đây cái gì vậy? Ui. Ôi, em nội ơi. Ôi, hết mồi luôn rồi. Uổng ghê ha. Ôi, nãy dính cá chê lâu tè luôn. Rung mình mấy ra. Tại nãy còn anh. Còn chứ mình đi hình anh L lắm mà dài lắm từ đằng kia rồi. Vô đây coi. Ôm bên đây nữa nè. Vô đường kinh nhỏ. Ủa cá ụt đằng kia. Mình ở đây mình cá ụt đằng kia kìa. Con đi được không? Được. Mà đâu thể giữ trong này. Kìa Khang bên tay trái con người nữa kìa Khang. Đâu Khang? Kìa dở dính không Khang? Ê! 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 Dính. Ủa? Coi chừng xảy. Em lấy cái thao. Đưa. Ừ, lâu rồi Khang ơi. Ê, lên. Nó quấn bánh trơn rồi. Trời ơi, nước lâu như đây nè ông nội ơi. Ê, ủa, ơi. Ơi. Ủa, dính cái lóc cái gì yeah. Ủa, Khang ơi, anh dữ không? Khang ghê hay quá à. Ghê không? Ghê kìa, nó ghê kìa. Vui không, về quê vui không? Trời ơi. Trời ơi, lâu. Trời ơi, cá luôn. Anh thăm luôn anh. Thăm đây anh thăm cho. Ôi, trả không? Đi thôi. Rồi anh thăm đi. Ở trước ơi, bên này có một cái hang nè trước. Hử? Bên này có cái hang nè. Đừng thọt nghe ông. Nè, bên đây nè. Cái hang gì vậy? Không biết nữa, cho một cái hang. Ủa, cái này hang gì? Cái này hang khô nè. Ăn khô đừng có gắn cho quá. Ừ đúng rồi, hồi đi. Đâu. Thấy con gì không? Thấy con biết con này con gì không? Không. Nè, đâu đụng thử à. Nè.
con đĩa đó, con đĩa. Tôi chưa biết con gì không? Không. Con ma da á. Con ma da nè. Nè có sao đó, bình thường nè. Ồ. Đây là con ma da nè cả nhà. Nhìn nó giống đĩa ha, mọi người, mà con này nó tròn hơn. À là giống cái con gì ta, cái con bào ngư. À đúng rồi. Giống bào ngư không? Giống. Đó. Mình đi nhớt nhớt. Ý, thôi đi tiếp. Đi, đi hôm ra, đi hôm 7. Thấy ốc bắt luôn nha Khang. Dạ, con đi qua đây con kiếm ốc. Không nhận mấy cái đường kinh này cá nó ụt quá trời luôn á Khang. Từ từ thôi, cái chừng cây á. Đừng có ham lộ quá rồi cây nó sắp. Ú, có ốc nè. Ú, con ốc bự ghê chưa. Ú, yippie. Giờ quá trời, mấy cái chai nó trôi. Mấy cái này xả ghét. Nó trôi tùm lum tùm lá, cho anh chị con qua con thăm cái đó đi xem. Có không? Hết rồi hả? Ôi trời, này mình đi thăm trễ quá trời, nó bị hết màu á. Còn bên đây nó sảy nè. Hết màu luôn. Rớt nước mắt thiệt chết. Ô, rớt nước mắt. Coi coi. Thì kìa có ngốc thì sao? Đó. Đúng. Thấy vô. Ôi ơi, ơi ơi. Đây hai ba con nè ông ơi. Nè, ngóc cái chân nè. Kiểu này à, Sài Gòn về quê kỳ quá, bắt không nên thân nữa. Nè thấy không? Bắt người 4 con đúng không? Trời ơi. Ngóc nái nè cả nhà. Con coi lại cái bể này có ốc. Ui con ốc nè. Nào. Còn một cái nữa kìa. Đi thôi. Thăm đi. Con thăm đây. Quá trời nước con nó trôi gì đâu. Con lỡ từ từ thôi nghe Khang. Ôi dính một cây. Ôi là là. Ốc rồi con bắt. Ê con gắn kìa Khang, con gắn kìa. Ôi hay hù quá à. Nãy lúc đường mình lên đây nè, con nhớ không, gặp cái con gắn chà bá luôn không? Con gắn nó nhỏ hơn cầm tay xíu nè. Nè ốc nè bắt đi. Đâu? Đây nè. Thử như nhẹ để nó trôi. Ôi, trâu. Bạch sốt. Không có dày luôn. Ui, con ốc. Cái này chắc bị mấy bà cá, bà sảy trơn rồi. Đớp hết trơn. Ôi, con ốc. Ốc nái con muốn á bà con ơi. Cái này về hấp xả là hết hết nước mắt luôn. Đi thôi. Khang bắt ốc dở quá. Phải luyện cho mệt quá. Chung chung sánh nè. Chạy luôn rồi. Ủa trong đây có cái hang nè. Nè con đứng ở đây ăn, đứng ở đây cái nha. Ấy da. Con nhẹ giúp. Nếu phọt cái hàng này có không? Chết con một tí. Ôi. Ngon vậy em chút. Có được hai con. Hai con ốc. Đi thôi. Hàng sâu quá. Ôi trời ơi con gì kìa. Ôi con vịt. Con vịt. Quý quá trời. Trời ơi chết. Con vịt đâu ra trời ơi. Ủa ốc kìa Khang. Ôi ốc 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 ốc. Nè ốc bự nè. Lắm. Nhìn này có ốc nè. Hả? Để vô ốc đắng mà. Ốc đắng thì hơi dục. Em đưa cho anh cái bao anh đụng bớt vô coi.
không lẽ giờ xu cà na quá trời luôn, không dính gì trơn vậy. Cái bẻ này hơi bị nhiều hết. Hồi sáng mình lên mình nấy vô cái đường này quá trời cá luôn hả vợ? Ừ. Nó ột 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 quá trời chút. Luôn. Ăn được chú? Hả? Được. Thôi đi thăm nha. Ừ. Thăm đi. Quá trời mình là thăm nãy giờ thăm một bao luôn nè. Mà dính rồi có mấy con à. Thảy mớ nữa. Ây da. Ê, chạy chạy anh ơi. Anh lên. Trời dính cá kìa. Ừ, hên luôn. Trời ơi. Trời ơi. Cá bự ghê á. Cá bự ghê luôn nè cả nhà. Trời ơi. Trời ơi. Ê, có chừng văng anh ơi. Trời ơi, hên luôn. Ê, thằng nhỏ hay không? Anh cầm cái gỗ coi. Anh thăm nãy giờ chưa dính luôn. Bỏ cái con cầm cái gỗ kìa. Ôi, chị ê cái chừng nhảy sao không con, chia đi. Ui, anh không dính con nữa nhỏ. Ê, nãy giờ dính hai con rồi đó. Ừ, dính nó đi trước anh mà. Ê, nó quấn gì đó gì kìa. Hả? Nó có quấn gì đó không? Không, con thấy nó hơi giật giật nhẹ nhẹ. Dạ. Giật nhẹ nhẹ hả? Dạ, đúng rồi. Cái lóc này, cái lóc được cái gì á. Ây da. Ủa, này nó cắn ghê quá. Ui. Trời ơi, ba chai được không à? Ừ. Đã không vậy nha? Ôi kìa, cái lóc đã không? Cái lóc đực á. Đây là anh. Sao? Chưa ghê không? Trời ơi. Ủa, cái bao nó mất tiêu rồi. Dục trôi lúc kia luôn kìa. Lên lụm lên lấy. Trời ơi, thấy hàm mà dính đâu Khang? Hay quá Khang ơi, hơn quá trời luôn. Không có rồi. Có mồi nhưng không có cá. Nó quý hết trơn luôn. Gì dạ? Hết mồi hả? Ý là nó dính cá nó quý hết trơn luôn. Mà không dính cá. Để đi Út là Út cố. Con trai nào giống Út? Hả? Con trai nào không vậy? Nhóc cũng dài lên chảnh còn mấy chai nữa đó. Trời ơi. Phải lựa qua cái tàu bè này nữa. Thôi con đi trên đây nhìn Út nè. Nè, đã không? Đây nè, Út bắt hơi là một chùm luôn nè. Những cái lóc rồi cá chê nữa ha, đã ha. Cái này mấy mười mấy hai chục bảy mà dính kìa, sang đó một con nữa kìa. Cái này mình như mình đi cắm câu vậy ha. Đúng rồi. Kìa đó cái phao kìa, trước kìa. Ui, con ốc nè Út. Con ốc nè Út. Ui, cục màu đó mất tiêu rồi. Mất rồi. Ăn hết cái gì bữa nay nặng bún dí trên vỡ cái nào cái nấy lên là nó chất quốc giờ để hồi để bàn tay con coi có dính gì không nè. Trời ơi, bàn tay con dính hai con rồi dính được hai con con ma da nữa kìa dính hai con. Cái bàn dính hai con cái bàn tay được. Dính hai con bắt đầu và đặt á lên giọng rồi đâu có cái nào con vỡ lên xui. Anh không dính cái nó xui kìa. Ừ, ghê không? Bàn tay nhỏ bé bắt được hai cá rồi đó. Chỉ có mình anh là không có con nào thôi. Đâu rồi. Còn mấy bảy nữa không? Ôi, ốc, không nhớ nữa. Ốc. Ủa, phải ăn ốc. Mình tới cái vườn. Gió nó trôi quá trời luôn. Nó trôi giặt lên nè. Có cái chai nào kêu con? Có cái chai nào kêu con nha? Ôi, sợ ghê. Đi thôi. Let's go. Mát ghê hết hàng, lạnh không Khang? Không, mùa hay ấm. Xuống nước ấm phải không? Lâu lâu về cho điên bữa thôi nha. Không, chơi tiếp đi. Tôi đi một bữa thôi, để trải nghiệm thôi. No. Thôi chơi về trải nghiệm đã không? Chứ con nít không được dầm xương giả nắng. Đã bắt cá không có rồi đó, thằng bảy có mà cái quần nó cứ bị tuột hoài. Ôi, muốn tuột quần nữa. Hết chưa anh? Ủa, sao nước đây lạnh vậy? Chắc hết rồi quá em. Một bao bảy luôn mà dính được cái mấy con.
con gì không Út? Sâu quá. Sâu quá, coi chừng là... Sâu quá, coi chừng nó lạnh tay luôn á. Coi chừng là cua với... Thấy không, cái hang nó như biển Ba Động luôn nè. Coi chừng cua hay là chuột gì yên rỗng đó nha. Mốt đi bắt chuột không? Bắt. Con dám bắt chuột không? Dám. Con đâu sợ chuột đâu, chỉ sợ dán thôi. Chuột trộn. Nam Nhi chi chí kìa. Có cái hang này có con cua ở trong đây nè. Chắc luôn, tin không? Tin không? Đây nè. Nè. Con cua hay là con rắn gì trong đây nữa. Kìa bà nha, con cá vuông lắm á. Chừng đổ cá. Có không? Dám mắt cua không Khang? Con sâu quá, không thật ơi. Mấy con cua nãy làm ghê thiệt. Có hang nữa kìa. Cua hang ghê luôn ha. Con chừng rắn. Không, chắc con nghĩ là không có gắn trong này nào, gắn lên trong này cắt ngọt chết. Đầy nước lớn. Không, đi về hả Khang ơi? Và đây là thành quả của hai đứa nha cả nhà. Từ sớm tới giờ luôn. Đâu được con cá lóc đực hay vậy. Cũng hơi ốm, nhưng nó bự bự nè. Rồi thêm con cá chê trắng với hai con cá lóc nhỏ nè cả nhà. Thêm đống ốc nữa. Thấy bà chú cháu mùa non mùa nước hết không cả nhà? Con mới bắt được một dẻ ốc nè. Một dẻ luôn, ốc đắng nè cả nhà, ốc đắng nè cả nhà. Hai chồng Huy làm đâu cũng khoảng tầm gần 20 cái bẫy cá, nhưng mà dính đâu được có 3-4 cái gì à. Còn mấy cái kia thì nó bị sảy hên mớ rồi cả nhà ơi. Uổng ghê luôn á. Nhưng mà cho đi này vui không? Vui. Nhưng mà cho đi với Nai thôi nha. No. Rồi ba chú cháu nhà Huy xin tạm dừng video tại đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã luôn thương ủng hộ kênh cho hai đứa nghe. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau. Bye bye. Bye bye cả nhà. Con bỏ ốc vô đây nè để ngồi nó sảy hết.